Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Thưa toàn thể quý vị, quý vị đang xem chương trình điểm tin Phật sự hàng ngày của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020 có những nội dung chính sau đây Thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí văn hóa Phật giáo họp chuẩn bị ra mắt trang tin điện tử và số báo đặc biệt 350 Thái Bình, tăng ni sinh cúng vàng các trường hạ trong tỉnh Quảng Nam tạm hoãn tổ chức đại lễ khánh thành chùa Giác Nguyên. Hà Nội khóa tu Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Bằng Linh Tiên Tự tạm hoãn do dịch bệnh Covid-19. Hà Giang khánh thành điểm trường mầm non và tiểu học thôn Giang Chùa A. Thưa quý vị, sau đây là phần tin chi tiết vừa qua ban biên tập tạp chí văn hóa phật giáo đã tổ chức họp định hướng phát triển và công tác phát hành số báo đặc biệt sắp tới Diều ngày 29 tháng 7 năm 2020, tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổ trưởng Tổ Thông tin Tuyên truyền Báo chí Văn phòng Trung ương Giáo hội, Phó Tổng biên tập thường trực Kim thư ký Tạp chí Văn hóa Phật giáo đã chủ trì phiên họp đầu tiên cùng với các thành viên ban biên tập tòa soạn Tạp chí Văn hóa Phật giáo sau khi nhận quyết định số 233 hdt hdts của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký vào ngày 13 tháng 7 năm 2020 về việc bổ nhiệm Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, làm Phó Tổng biên tập Thường trực kiêm Thư ký Tạp chí Văn hóa Phật giáo. Khách mời tham dự có Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban thường trực ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Chi tôn Đức tăng cư sĩ Trần Tuấn Mẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, nguyên Phó Tổng biên tập thường trực kiêm thư ký tạp chí cùng các thành viên trong ban biên tập và nhân viên tòa soạn. Trọng tâm của buổi họp là định hướng phát triển tạp chí Văn hóa Phật giáo trong xu thế phát triển thực tiễn ứng dụng công nghệ số thời kỳ hội nhập và việc chuẩn bị phát hành số báo đặc biệt Tạp chí Văn hóa Phật giáo số 350 ban biên tập và nhân viên tòa soạn đã tích cực đóng góp ý kiến xây dựng cùng những phương hướng hoạt động sắp tới và kế hoạch dài lâu của thượng tọa thích minh nhẫn với mục tiêu định hướng phát triển nâng tầm giá trị của tạp chí văn hóa phật giáo tờ báo in, trang báo Phật giáo Hàng Lâm chuẩn mực, chính thống, uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi kết hợp với ứng dụng khoa học hiện đại của công nghiệp 4.0 sẽ có sức thu hút bạn đọc và lan tỏa rộng khắp trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã phổ biến những vấn đề trọng tâm thiết yếu cho sự phát triển bền vững dài lâu của tạp chí Văn hóa Phật giáo với những đường hướng kế hoạch cụ thể cùng lời hoan hỷ tán dương và cảm kích trước sự đồng thuận, hỗ trợ đầy tâm huyết của ban biên tập, đặc biệt là toàn thể nhân sự nỗ lực ra ra mắt số báo 348 và chuẩn bị lên khuôn số báo 349. Tạp chí Văn hóa Phật giáo phát hành định kỳ 2 lần vào ngày 1 và ngày 15 hàng tháng. Phát biểu trong cuộc họp, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm rất hoan hỷ nhận lời mời của Thượng tọa Phó Tổng biên tập về phụ trách chuyên mục Phật giáo và tuổi trẻ cho tạp chí Văn hóa Phật giáo. Theo Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, việc nâng tầm tạp chí văn hóa Phật giáo trở thành một tạp chí điện tử yêu thích có nội dung phong phú sẽ mở ra một cơ hội mới cho tạp chí văn hóa Phật giáo trong hành trình hội nhập với truyền thông Phật giáo thế giới để lan tỏa tinh hoa và bản sắc tốt đẹp của tạp chí đến với đông đảo bạn đọc trong nước và ngoài nước. Buổi họp kết thúc trong niềm hoan hỷ. Nhưng mùa An Cư Kiết Hạ năm nay, Ngày 30 tháng 7, đoàn Tăng Ni Sinh tỉnh Thái Bình đang theo học tại trường trung cấp Phật học tỉnh Nam Định đã đến tùy hỷ và cúng dường Pháp hội an cư tại 6 trường hạ trong tỉnh. Tăng Sinh Thích Nguyên Đức, đại diện cho các Tăng Ni Sinh đã dâng lời tác bạch, vấn an sức khỏe Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Dục, đường chủ các hạ trường trong tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni hành giả Pháp Thể Kinh An, chúng sinh dị độ, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành và thành tâm tùy hỷ cúng dàng các trường hạ thượng tọa thích trí sử trưởng ban trị sự phật giáo thành phố phó duy na trường hạ cơ sở 1 chùa thánh long phường kỳ bá thành phố thái bình đã thay mặt trường lão hòa thượng đường chủ và chư tôn đức tăng ni tán thán công đức các tăng ni sinh tuy không an cư tại tỉnh nhà nhưng khát ngưỡng công đức của chư tôn đức đã về các trường hạ lễ phật lễ tổ bái kiến chư tăng và cúng dường các trường hạ Đại Đức cũng mong muốn các tăng ni sinh phát huy sở học, sở tu, tinh tấn hành trì thời khóa trong mùa an cư, chuyên tâm học tập kinh điển, giữ gìn giới luật để sau khi học xong trở về, đem tài năng trí tuệ đóng góp công sức xây dựng Phật giáo tỉnh nhà phát triển toàn diện. Dịp này, Trường Hạ Cơ Sở 1 cũng đã trao tịnh tài là 5 triệu đồng, khuyến khích và hỗ trợ các tăng ni sinh. Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, thực hiện công văn của Thủ tướng Chính phủ và công văn của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhiều hoạt động Phật sự trong cả nước đã được tạm hoãn nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người. Vừa qua, Đại đức trụ trì chùa Giác Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã có thông báo tạm hoãn tổ chức đại lễ Khánh thành chùa qua 8 năm xây dựng chùa Giác Nguyên đã hoàn thành các công trình như ngôi chánh điện, giảng đường, nhà tăng, nhà tổ, các công trình phụ trợ, tường rào cổng Tam Quan với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng và dự kiến sẽ tổ chức đại lễ khánh thành trong 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 8 năm 2020 nhằm ngày 12 13 tháng 6 năm Canh Tý. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, thực hiện theo công văn số 320/BTS-VP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 và quyết định số 2014 qd UBND về việc tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đại đức Thích Tánh Thông, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Phó ban thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình, trụ trì Chùa Giác Nguyên, thị trấn Hà Lam, đã có thông báo dừng tổ chức đại lễ khánh thành Chùa Giác Nguyên để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngưỡng mong chư tôn đức tăng ni, Phật tử xa gần hoan hỷ liễu tri. quý vị chùa bằng linh tiên tự số 63 phố bằng liệt phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội dự kiến sẽ tổ chức khóa tu vu lan báo hiếu cho các bạn trẻ trong thời gian 3 ngày 21 22 và 23 tháng 8 năm 2020 tuy nhiên hiện nay do tình hình dịch bệnh covid 19 ở nước ta đang có diễn biến mới vô cùng phức tạp và không thể lường trước cùng với đó là việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và công văn của hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam về công tác phòng chống dịch covid -19. 19 trong tình hình mới, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho mọi người dân. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, trụ trì kiêm trưởng ban tổ chức khóa tu, đã quyết định hoãn vô thời hạn khóa tu Vu Lan Báo Hiếu năm 2020 tại Chùa Bằng. Ban tổ chức đã thông báo đến toàn thể khóa sinh, các bậc phụ huynh, cùng toàn thể các quý thiện nam, tín nữ đang quan tâm đến khóa tu được biết. Khi nào khóa tu được tổ chức trở lại, ban tổ chức sẽ có thông báo chi tiết sau. Ban tổ chức cũng cảm ơn các bạn khóa sinh, các bậc phụ huynh, các quý thiện nam, tín nữ đã luôn theo dõi, sát cánh và ủng hộ cho các khóa tu của Chùa Bằng trong những năm tháng vừa Vừa qua mong rằng quý vị vẫn giữ vững tinh thần đó và mãi sống trong ánh hào quang của Đức Phật. Cuối chương trình là phóng sự khánh thành điểm trường mầm non và tiểu học thôn Dàn Trụ A, xã Du Dà, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Đây là lần thứ ba đoàn đặt chân đến Hà Giang, nơi địa đầu của tổ quốc. Trên đường đi từ thành phố Hà Giang lên xã Du Dà, một thị trấn nằm ẩn sâu trong các tiền núi những cung đường hiểm trở mỗi lúc một nhiều hơn. Cảnh vật từ đây cũng mỗi lúc một đẹp hơn, lòng người cũng từ đây mà đầy lắm những trăn trở. Ngày thứ hai tại Du Già, đoàn thiện nguyện dùng cao tu viện Kim Cang, chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo liên hoa Kim Cang bắt đầu hành trình vượt núi, chinh phục độ cao gần 2.000 mét so với mặt nước biển. Đoàn khẩn trương đã kịp giờ các băng khánh thành trường tiểu học và phát quà cho các em. Vì Hà Giang đang hứng chịu những cơn mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày nên đã xảy ra nhiều vụ sạt lở tắt đường. Lưu lượng nước từ những cơn mưa lớn đã tạo thành những dòng thác chảy dữ dội và những con suối có dòng chảy sức mạnh, có những con suối làm đoàn phải chậm lại. Ngoài những con suối cách trở thì đường đi lên núi cũng mỗi lúc một hẹp lại. Con đường cong queo trơn trợt rất khó đi, tựa như cuộc sống khốn khó vẫn bám díu lấy người dân thôn vàng trù A, xã du già huyện yên minh từng ngày sau hơn một giờ leo núi đoàn đã đến được ngôi trường tiểu học mới với sự đón chờ của phụ huynh và các em học sinh đồng bào dân tộc hơ mông để bắt đầu cho buổi lễ cắt băng khánh thành chư tôn đức tu viện kim cang cùng chư phật tử quý mạnh thường quân đã thực hiện buổi cầu kinh hồi hướng cho buổi lễ được thành tựu viên mãn Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, hòa âm trong từng tiếng mỏ lời kinh, gian xa cả vùng núi Hoang Sơn, tĩnh lặng. Sau nghi thức tâm linh cầu nguyện, buổi lễ Khánh Thành chính thức bắt đầu. Tham dự buổi lễ, có Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu, Chủ tịch Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Liên Khoa Kim Cang, đơn vị phát tâm xây dựng ngôi trường. Cô Trịnh Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Công ty Tra Gối Ngọc Hạnh, ông Hoàng Minh Trường, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Du Gia, Thầy Đỗ Minh Hiển, hiệu trưởng trường phổ thông bán trú Du Già, cùng đâm đảo học sinh và đồng bào nơi đây. Sau hơn 6 tháng thi công, công trình trường tiểu học đến nay đã hoàn thiện hết tất cả hạng mục gồm một dãy phòng học, hai nhà vệ sinh, tường rào và sân trường. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu bày tỏ sự hoan hỷ khi công trình trường học được hoàn thành, các em học sinh nơi đây có được ngôi trường vững chắc để học tập. Thượng tọa cũng gửi lời động viên đến đồng bào thôn Vàng Trù A, cố gắng làm ăn dừng lên thoát nghèo. Bà Trịnh Thị Ngọc Hạnh nói lên cảm nghĩ của mình, chia sẻ những khó khăn với đồng bào dân tộc nơi đây. Bà cũng bày tỏ niềm tri ân đến Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu vì đã tạo điều kiện để đoàn đến thăm và hỗ trợ bà con. Thay mặt chính quyền địa phương, ông Hoàng Minh Trường, Chủ tịch xã Du Già đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý mạnh thường quân, nhất là công ty Chantra Gối Ngọc Hạnh và công ty cổ phần nhựa Đại Đồng Tiến buổi lễ được thành tựu sau phần các băng khánh thành trong niềm rạng rỡ hân hoan của mọi người để thắt chặt thêm tình đoàn kết đồng bào anh em đoàn thiện nguyện tu viện kim cang và thi họa thanh loan đã gửi tặng bức tranh thủy mặc phong cảnh núi rừng xã du già để mang giám hiệu và các em học sinh kết thúc buổi lễ đoàn thiện nguyện dùng cao đã trao tặng một trăm phần quà pháp lạc đến người dân thôn vàng trù a hy vọng rằng có được ngôi trường các em nhỏ sẽ cố gắng học tập, dương lên và xây dựng quê hương mình ngày một giàu đẹp. Thưa quý vị, chương trình điểm tin 20 giờ hàng ngày của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online xin được tạm dừng tại đây. Kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật